đào nhỏ dục. Nè ông tùm á. Thôi. Cho nó thoáng nhẹ mà. Nhiều quá nó ôm tùm nó lại nói là người ta thấy nhà người ta nó nổi cái nhà đó. Chồng nó thấy cái nhà nó lùng. Âm u. Sáng. Hãm như nó là. Mẹ lấy nó dành rồi. Thì giữ đi. Về cho. Thánh giống dầm vô lên dây mày hoa gì nhìn này kia đỡ ơi dựng ngang kia free that's free you need what is it you like this I'm coming I'm everything out look look like he moved the guy that he you know the back yard in front of That's free for everyone. Somebody come and take. Yeah. See you. See you. Hai cây nhổ, bốn cây nhổ hết. Nhổ cây đã trước. Ừ. Ghê quá. Để cho nó đẹp. Đẹp gì trong đẹp, thấy nó đen thù lùi mà. Đen có bông. Nhìn nó giống cái rừng này. Nhổ bớt cái cây này. Nó nhẹ tới nhẹ luôn nó không dập. Nó bị nhung qua đạn với đạn. Lên đi. Nhổ nhổ chơi cây đây nè, bây giờ nhổ bên đây trước đi. Nè, nhổ cây đây trước. Ôi, dạ. Nó không rửa nó đầm, lấy chân này. Chặt rồi. Ra hoài. Cả không thấy đường đâu. Nè. Đó cái to lại. Chút nữa nó cũng phạm hết, thấy không nó phạm mình. Nó phạm rồi. Ồ, rửa nó đâm sâu luôn. Nhà bữa nó lên như cây dừa vậy đó. Cây dừa mà. Cây dừa nó lên như cây cầu luôn cả. Ui, dỗi nó không à. Thanh giống. Ngủ được luôn á. Ê, hai người. Đẩy xuống một chiều. Hai người đẩy ngựa. Rồi, tóc gấp. Thôi lên. Ê, mẹ xuống băng đi rút cái bên đây, lấy da. Chặt mấy cái rửa. Còn cà rê ăn bún. Bún ra đó. Bún à. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Hồi hôm lấy rượu, cấp cốt vô đây. Hay là cái sâu không? Điện không? Ừ. Rồi. Rồi. Rồi, vào băng.
nhung đào cây. Cố lên Nhung ơi, cố lên. Cố lên Nhung ơi. Cố lên. Quay về thiên hạ, nói bắt vợ làm chữ chết luôn. Rồi đây, đưa đây, đè xuống đợi chặt thêm ít nữa. Đi vô phía trong nè. Rồi, lấy chân ra. Cái chỗ, đừng có đưa cái chân ra sau á. Rồi sau là phạt bay gót á. Rồi. Còn. Bên này cũng hơn mình kia. Còn mấy cái rỡ đây nữa nè. Rồi qua đây nhẽ cái bên đây nè, đây luôn mấy mày. Đi ngược lại. Đi xuống, đi hết ghe xuống, đừng đi xuống, đi cho nó nhỏ mi rỡ lên. Đó đó. Gần được rồi đó. Được không? Mấy là dễ ăn bên mình. Thôi đây phụ cho. Con bé không? Lớn. Đây thánh giống. Đây đem ra ngoài đường bỏ cho mọi người, ai mà đi ngang qua người ta thích đó, người ta lấy. Còn trống rồi đó. Đây cho áo tình đúng không? Rồi đem vô, vô đóng cái cửa lưới lại nghe chưa? Con ra bịt nó đi ra mất rồi, ráng chịu á, khóc. Cây nữa đi. Bỏ cây đây nè. Cây nào? Cây đây. Cây đó giờ bỏ đâu? Bỏ luôn hả? Không. Còn ở trên kia. Giờ nhổ cái cây tím tím này. Rồi đỡ yên nó luôn cho nè. Không. Quyết định nhổ hả? Bữa giờ đi về bà có chịu nhổ đâu mà cái tiếp của trồng tàu lao. Ủa, cây này nó ăn sâu xuống rồi. Ui gãy bông hồng rồi nha. Rất nhẹ nhẹ chứ. Nhẹ thì nó không xuống. Đè chắc thì đây, nghe luôn này, đó, rồi đứt rồi, nữa đi. Ôi.
đứng ở trong mặt đi chồng. Đây. Đây phải lắc lại, lắc lại cho đúng. Hai vợ chồng ăn cơm này. Look at. They grow very big. I used to have those trees. So big. Yeah, I took them out too. They're too big. Yeah. Too big. So big. When they're ugly, they're brown. I don't like. Me too. I don't like that. But they're good. These ones are nice. I don't like them. This what? This one you don't like? Maybe they grow too big afterwards. Yeah. No, I don't like it. I think they grow too big after. Yeah. Yeah. Honey. He doesn't like, he just wants trees that give fruit. He wants to grow. Yeah. Oh yeah, me too. Which one we have to eat, we can plant. Yes, yeah. Peaches, nectarines, everything. Yeah. Plums. Yeah. Hello. Hello, how are you? Tôi đang làm nói chuyện cả ở nhà. Còn làm gì nữa đâu, tôi làm. Shut everything up. Chót luôn. Hàng xóm đánh cổ luôn. Ừ, rẻ không? Trông đẹp lắm à. Dọn hàng xóm phái quá chừng luôn. Trông tùm cái bà. Đúng rồi, chú đang trông con cỏ. Giờ tới gần đây nó bứ lại. Bây giờ mình bới lên là trồng gì thấp trồng cao quá. Thấp. Mấy nó còn cứng như trời. Ngồi tôi túc tắc cô làm vô cho cô. Tôi gãy cuốc luôn. Ông này quế này một một quá. Hết phim. Đây cuốc bự. Cuốc bự mà đỡ đâu. Bộ phim gần hết. Chưa hết à. Gãy cuốc.